thực hiện cuộc vận động hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn năm học 2014-2015. Sáng ngày 16 tháng 1 năm 2015, đoàn công tác ngành giáo dục huyện Đông Triều do đồng chí Lưu Xuân Giới, trưởng phòng làm trưởng đoàn, đã có chuyến thăm và tặng 10 bộ máy vi tính, hơn 700 vở viết cùng đồ dùng học tập, 800 bộ quần áo ấm cho học sinh trên địa bàn huyện Hải Hà. Cũng trong khuôn khổ buổi làm việc, đoàn cũng đã đến thăm và tặng quà cho hai trường Trung học cơ sở Hải Hòa và Trung cơ sở Vạn Ninh, thành phố Móng Cái. Đây là hai trường gặp nhiều khó khăn trên đoàn thành phố nhưng đã nỗ lực trong công tác thi đua dạy tốt học tốt. Số quà trên là do sự đóng góp hỗ trợ của công đoàn ngành giáo dục huyện Đông Triều và từ nguồn quyên góp ủng hộ của tập thể giáo viên học sinh trong nhà trường hỗ trợ cho các trường học, các bạn học sinh nghèo ở vùng sâu vùng xa, miền núi khó khăn của huyện Hải Hà. Cuộc vận động trên có ý nghĩa thiết thực và mang tính nhân văn sâu sắc, nhằm chia sẻ giúp đỡ động viên cho các bạn học sinh nghèo khó khăn được sử dụng công nghệ máy vi tính nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập trong thời gian qua ngành giáo dục và đào tạo huyện đông triều đã và sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động này tới các trường học trên địa bàn huyện